4 yếu tố cốt lõi giúp bạn đầu tư thành công 99%. Yếu tố số 1, vị trí. Đừng ham rẻ về một bất động sản mà bạn phải xem coi bất động sản đó nằm ở vị trí nào. Vị trí nào mà bạn nghĩ nếu như bạn là người mua sau thì bạn cũng thích mua ở vị trí đó sẽ quyết định cho việc giá trị gia tăng của bất động sản. 2. Thời điểm của bất động sản. Nếu như bạn mua sai thời điểm thì nó cũng làm cho bạn không bán nhanh được bất động sản. Vậy thì đâu là thời điểm mua hàng tốt? Hãy mua khi người khác sợ hãi và hãy bán khi người khác sung sướng. 3. Là yếu tố về pháp lý. Nó giúp cho bạn không chỉ bảo toàn số vốn mà bạn đã mua, có khả năng sử dụng được đòn bẩy tài chính ngân hàng chắc chắn giữa một lô bất động sản có pháp lý, có sổ đỏ rõ ràng, không bị dính quy hoạch, sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn đối với những bất động sản không có đầy đủ giấy tờ. 4. Hãy tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách bán đúng thời điểm. Nhiều nhà đầu tư sẽ tham lam khi thấy giá bất động sản đã tăng trưởng lên và cứ nghĩ rằng nó sẽ tăng lên nữa. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Nếu như bạn đạt được kỳ vọng về lợi nhuận, lô đó bạn mua là 1 tỷ, bạn kỳ vọng lợi nhuận là 30%. Vậy thì nếu như bất động sản đó đã đạt được kỳ vọng là 30%, thì việc của bạn là nên bán nó đi để mua một bất động sản khác mà bạn nghĩ là tiềm năng tiếp theo. Thay vì bạn cố gắng giữ bất động sản đó và qua mất thời điểm vàng để bán, thì bạn sẽ không bán được với cái giá mà bạn mong muốn. Hãy tiếp tục follow Tara để có thêm nhiều kinh nghiệm bất động sản thực chiến trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.